Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,16%, giao dịch ở mức 1.844,8 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.837,16 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.847,39 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 103,880 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 24.460 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,822% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 77,055 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới giao dịch quanh vùng 1.846 đô la Mỹ trên một ounce, tăng không đáng kể so với cuối tuần trước. Giá vàng thế giới có tuần giảm thứ tư liên tiếp do thị trường lo lắng về việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ phải mạnh tay tăng lãi suất để đưa lạm phát xuống 2%. Có thể trong lần tăng lãi suất sắp tới, Fed sẽ tăng thêm 50 điểm cơ bản và không dừng lại ở đó. Tức là lãi suất cơ sở sẽ tăng cao hơn và duy trì trong thời gian dài hơn. Nhiều giả thuyết cho rằng đồng đô la Mỹ sẽ nhanh chóng bị suy yếu đang bị nghi ngờ. Theo ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của ONDA cho biết, các nhà đầu tư vàng đang theo xu hướng dài hạn cần theo dõi hai động lực chính. Thứ nhất là tốc độ tăng lãi suất của Fed sắp tới ra sao. Nếu cơ quan này tăng thêm 50 điểm cơ bản, chắc chắn sẽ khiến nhiều nhà đầu tư phải giật mình. Theo ông Edward Moya nói, hiện tại thì có 18% khả năng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 3 tới đây. Thứ hai là cần theo dõi rủi ro suy thoái sẽ bắt đầu tăng lên khi Fed tiếp tục tăng lãi suất. Một khi mà nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái thì sẽ hỗ trợ cho giá vàng. Nhận định về các mức giá vàng cần theo dõi thì phần lớn các chuyên gia kinh tế cho rằng trong ngắn hạn giá vàng thế giới vẫn duy trì quanh vùng giá 1.800 đô la Mỹ trên ounce. Về dài hạn thì kim loại quý này vẫn có thể đạt được mức 2.000 đô la Mỹ trên ounce vào cuối năm nay hoặc là sang đầu năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Sang thời điểm chiều tối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp, còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục duy trì trong xuống tăng nhẹ. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,12 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,30 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,10 triệu đồng trên một lượng. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang được mua vào mức 53,65 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 54,55 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Như vậy là so với mức giá nóng nhất trong vài phiên trước ngày Vía Thần Tài thì đến nay cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhận bộ số 9 đều bay gần 2 triệu đồng cho mỗi lượng. Cụ thể, những ai ôm vàng miếng SJC trong suốt cả năm ngoái và chốt lời vào thời điểm cuối năm thì cũng chỉ kiếm lời khoảng 7% trên một năm, còn đối với vàng nhẫn bộ số 9 thì lợi nhuận thu về chỉ hơn 2%. Và đáng buồn hơn là những nhà đầu tư nắm giữ đồng đô la Mỹ thì lợi nhuận của năm 2022 gần như bằng không. Sang năm nay, thị trường vàng trong nước cũng chỉ bừng sáng được vài phiên trước ngày Vía Thần Tài, sau đó lại chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, giá bán vàng miếng SJC từng bật lên mức 68,5 triệu đồng trên lượng vào ngày 21 tháng 1 tức là ngày mùng 5 Tết. Sau đó giảm dần và đến ngày hôm nay 20 tháng 2 chỉ còn 67,1 triệu đồng trên một lượng. Cùng thời điểm này, vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 24K đạt mức 56,3 triệu đồng trên một lượng, hiện tại cũng chỉ còn 53,7 cho đến 54,3 triệu đồng trên một lượng. Nghĩa là những ai mua vàng mức giá cao nhất từ đầu năm cho đến nay đã lỗ khoảng 2 triệu đồng cho mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới từ mức gần 20 triệu đồng cho mỗi lượng trong năm ngoái, giờ đây chỉ còn khoảng 14 triệu đồng trên một lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn bộ số 9 từ chỗ cao hơn vàng thế giới 2-3,5 triệu đồng cho mỗi lượng thì đầu tháng 2 này đã có phiên bất ngờ rẻ hơn cả vàng thế giới. Đến nay, ở chiều bán ra, vàng bộ số 9 đang đắt hơn vàng thế giới rơi vào khoảng từ 1-1,5 triệu đồng cho mỗi lượng, nhưng ở chiều mua vào thì mức chênh lệch này chỉ vài trăm nghìn đồng cho mỗi lượng.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.715.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.710.000. Doji Hà Nội mua vào 6.625.000, bán ra 6.710.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.632.000, bán ra 6.708.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.690.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.560.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.625.000, bán ra 6.710.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 860.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.713.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.712.000. SJC Biên Hòa Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.715.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.712.000. Cuối cùng là giá nhận bút số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại vẫn duy trì xuống tăng trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bút số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Mua vào 5.365.000, bán ra 5.455.000. Nhận bút số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.365.000, bán ra 5.465.000. Vàng bút số 9 mua vào 5.335.000, bán ra 5.415.000. Cũng tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.231,4 nghìn, bán ra 5.361,4 nghìn, tăng 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.876,7 nghìn, bán ra 4.076,7 nghìn, tăng 7.500 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.972,3 nghìn, bán ra 3.172,3 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.073,3 nghìn, bán ra 2.273,3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.